đó là ok. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân, Sâu Xí Sọn và Bông Bé Bỏng. And Miu. Miu mà mỉm. Thì hôm nay á, gia đình mình tổ chức một cái cuộc thi. Xem thử là ai sẽ làm một cái giọng chắc nhất, đẹp nhất và sáng tạo nhất cả nha. Dành cho các em này nha. Thì bây giờ á, là mình đã chia ra đội rồi. Đó. Đây, Bông là sẽ về đội của mình nha. Đó. Miu là sẽ đội của em. Sâu Xí Sọn là về đội của mình nha mọi người. Nhưng mà cả nha, vòng thi này mình rất là tự tin bởi vì á mình cực kỳ sáng tạo luôn, mình sẽ hạ gục hai đối thủ này đó một cách đôi dáng luôn. Nhưng mà để nói cho mọi người biết là cái giọng á là phải bả mấy em lên nằm cưa được. Đúng rồi. Và hát một bài hát ru cho mấy em ngủ. Ok, thì có nghĩa là cái phần thi này là sẽ do chị Hiền Caramel chấm điểm. À. Đó. Đó đó, cả nhà thấy không? Đối thủ bên đây á tuy là nặng ký nhưng mà mình sẽ hạ gục từng người một. Chưa chắc. Đó. Mọi người ơi, mình là sâu nặng nhất nên mình chọn cái màu đây nha mọi người, chọn tấm vải đây. À. Còn của em là mấy cái tấm vải này, tấm vải cũ à, đây nha mọi người. À. Hay là máy sợi, cái bấm nha, máy sợi. À đúng rồi. Cả nhà, mấy đội đây giới thiệu không là thấy không có điểm sáng tạo gì hết rồi. Đây cả nhà, Bông, mình sẽ làm cho Bông một cái giọng bằng khẩu trang nha cả nhà. Đó, đó. Mọi người ơi, chưa vô là thấy thua rồi, Bông nặng cỡ nào mà mấy khẩu trang làm sao mà chịu đựng được. Vậy là đội đây khinh địch quá rồi, mình sẽ chiến thắng nha cả nhà. Phần thưởng là 50.000 nha cả nhà. À, đúng rồi, mua tất cả anh cho mấy em. Và sau đây phần thi sẽ được bắt đầu trong vòng thời gian 30 phút. Mọi đội chơi phải hoàn thành được cái vòng. Và sau rồi, đây mà đi giám khảo Hiền Dễ Thương sẽ chấm điểm. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu nha mọi người. Đây đây mình nè. Mình bắt đầu tiên là mình sẽ thấy hết tất cả giai đoạn này nha cả nhà. Đó. Cái nào thời gian khép giai là tôi đã thấy rồi. Thấy cái gì? Trời ơi, mình rất là sáng tạo luôn. Cái giọng đây của mình sẽ đẹp nhất trong tất cả các giọng của mấy của những đối thủ này. Rồi mẹ, hãy chuẩn bị thẻ đang làm gì đây? Trời ơi, ghét mấy cái tấm này. Mẹ đang làm cái thùng đầu tiên. Bây giờ mình đang xếp cái miếng vải cho nó bằng thẳng lại để làm cho em nằm cho cân bằng à? Đây là ba người đều có ba cái kế hoạch riêng gì cả nha. À, nhưng mà cái kế hoạch của mình là chắc chắn là sẽ thành công. Như cái màu của mẹ là nổi nhất. Mọi người, màu mình là nổi nhất nha mọi người. Nhưng mà cái nhưng mà cái khẩu trang của mình là được cái phần sáng tạo nha cả nhà. Đây cả nhà, sau khi mà mình làm xong như thế này nè cả nhà, mình sẽ dùng một cái bấm. Đó, mình bấm lại để cho nó đan lại với nhau, nó sẽ giữ nó cố định nha cả nhà. Đó, mình bấm nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Đó cả nhà thấy không? Là kết nối lại luôn bây giờ. Đây nha mọi người, mình sẽ làm một miếng vải thẳng xong bắt đầu mình cột một cái đầu lại nha mọi người bằng dây đây. Bằng dây dù. Còn tuyển thủ đây là làm cách nào để ghép hai miếng vải dính lại với nhau được? Sẽ lấy cái bấm, mình sẽ bấm vô cho nó dính lại nha. Sáng tạo bây giờ là tuyển thủ đây chơi chiêu là bấm chấp vải cả nha. Nếu mà được thì sẽ được cộng điểm sáng tạo. Ủa, anh bấm đây cũng không được điểm sáng tạo hả? Cũng được. Mẹ. Nhưng mà cần độ chắc thử nghe, độ bền độ chắc thử nghe, đưa đó, đang giám khảo tới đưa đó nghe con. Ok. Rồi, ở cái nhà bao nhiêu này, ở nhà bao nhiêu đẹp. Chắc sao qua giọng mình được, giọng của mình đảm bảo luôn, xí nữa mình sẽ cho su thử luôn. Làm vô một cái nó cứ bịch. Bịch nó được mày bịch mẹ. Thảo Thảo có thể cho anh mượn cái bấm xíu không nào? Không anh. À, không cho mượn hả? Không cho mượn cả nhà, thì thôi mình sẽ tự nghĩ ra cái cách để mình làm. Đó. Nghĩ ra cái cách để mình làm cho nó đẹp, không cần phải mượn cả nhà. Mình nhất định sẽ thắng trong cuộc thi này, mình không thể thua được. Bởi vì mình là con trai mà cả nhà. Đây, sau khi tuyển thủ đã bấm mấy cái miếng này dính vô nhau rồi. Tuyển thủ đây cũng vậy. Đó, cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn. Cái giọng của mình nha cả nhà. Cái giọng của mình là... Cái gì vậy? Trời ơi!
tranh nhanh, phải tranh thủ cả nhé. Trong khi đối thủ đó đi mất là mình phải tranh thủ mình làm. Còn tí thử thử cho nó rớt. Tiết thử nha mọi người, cho nó chắc đảm bảo hay không nè. Tiến thủ đây hơi mập vậy nha. Ừ, mập thì nên phải làm mập. Phải làm cho chắc. Không biết cái sợi dây đây có thể giữ nổi hay không nữa. Đây mọi người ơi, xin tôi chạm vào xong đây. Đây là gây áp lực cho hai tiểu thủ còn lại rồi. Không thể thua được. Sao mà thua được đúng không? Mẹ đeo lại nha. Xô thích luôn nè mọi người. Cái của mình bắt đầu nó phát sinh vấn đề rồi cả nhà. Cái này là đang đang rối loạn rồi cả nhà. Chết rồi, không được rồi. Người nào mà làm xong trước là sẽ được cộng điểm nha. Đây có bị cái bỗng hơi xấu cả nhà. Mà cái chắc hay không nữa chứ. Mọi người đưa một miếng vải to mà không làm thì lấy cái miếng vải vậy đó. Chết rồi, hẻo. Mọi người ơi, xung hơi quá nè. Của mẹ mình đã gần xong rồi mà mình với Thảo vẫn chưa hoàn thành được cái khung của cái giọng nữa. Cái vậy? Sao tự nhiên hết rồi hả? Cái đang nghỉ đi. Đang nghỉ anh đi. Rồi cho mượn nè, bỏ vô. Chứ bỏ không? Ai bỏ vô? Mẹ đã xong chưa? Xong rồi mọi người ơi. Mình sẽ cộng thêm cho mẹ một điểm. Được không? Được như cả nhà ở đây. Mình sẽ cộng thêm điểm thời gian như đây. Dí dầu cầu dán đông đinh cầu che lắc lẹ hoa gặp gần khó đi. Cố gắng lên hai tiện thủ, thời gian đang qua được một nửa rồi. Mình bây giờ mình sẽ treo nha cả nhà. Giờ một điểm là để đồng đội chạy mất nha cả nhà. Giờ là cả ba tiện thủ để gần hoàn thành xong rồi nha cả nhà. Mình phát hiện ra cái dây này nó màu trắng mà tại sao lại có một cái dây này nó xuất hiện? Ủa sáng tạo, người ta sáng tạo. Rồi nó thêm một cái dây màu trắng vô đây được. Chết rồi, nhưng mà bây giờ dây là không được rồi. Giờ cái này mà không giải thích là sẽ bị trừ điểm nha cả nhà. Chưa, đây. Bóng lần thứ hai. Thứ ba. Đây là cái võng. Chưa. Cô đội
Bỏng. Đây cả nhà, mình đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Mình đã hoàn thành xong rồi nha. Không làm em. Ok cả nhà, thì sau một cái thời gian mà mình đi du học nước ngoài về thì mình đã sáng tạo được một cái giỏng cho em Bông nha cả nhà. Nhớ cộng điểm phần thi nước ngoài nha. Rồi. Đây cả nhà, cái giỏng của mình là được thiết kế từ rất nhiều khẩu trang đó đang lại với nhau, đó thì sẽ được cộng thêm điểm sáng tạo nha cả nhà. Chu điểm, bắt chấp khảo chậm được chu điểm. Rồi bây giờ có thử tí đâu, đây có thể hai sẽ giới thiệu xong rồi, trình bày xong rồi đúng không? Xong rồi, trình bày xong rồi, trừ một điểm, trình bày quá ngắn, không biết giới thiệu gì cái vọng hết. Có thể thử điểm đây, giới thiệu mà hai là cũng được cộng điểm. Công phần của em là cái vọng mini nhỏ nhưng có bỏ ghê ta, có thể cho Miu nằm ở đây đã đời luôn. Còn đây là giọng của Sung Sĩ Sọn nha mọi người, bằng chất liệu là tơ tằm hải ngoại đó, mà về dây dù rất là chắc nha mọi người. Đó mọi người xem đi, giọng như có một dây vậy hả? Giọng nó hai dây mà còn chưa chắc, mà giọng có một dây ăn thua gì vậy mà nó ghê lắm á. Ok cả nhà nha, thì bây giờ là sẽ cái phần mà mình sẽ cho Bông vô nằm thử cái giọng của mình về cái độ chắc chắn nha. Đây Bông, Bông thương anh, Bông nằm im nha, Bông đừng cần di chuyển nha. Đây cả nhà, từ từ thấy rớt rồi cả nhà, thấy rớt rồi. Mình phải chỉnh lại chứ, cái giọng của mình là cái giọng ở nước ngoài mà Bông từ Bông đưa cái đầu vô. Ghê quá, sao nó rụt rạc ghê quá vậy. Cả nhà nằm luôn cả nhà. Đây rồi bắt đầu nha, ta chấp khải nằm ở tóc quấy luôn cả nhà. Từ cả nhà đưa đây, hát bà đưa đây, nằm mà váy tóc lên rồi cả quần lót luôn cả nhà. Chưa điểm lại cho ơi rồi, nó hư rồi. Bảo Lý ơi, đang bị hư trong phần giới thiệu luôn cả nhà. Chưa điểm giọng đây bị hư, giọng đây bây giờ sửa lại, mình để mình sửa lại. Chỗ. Đưa ra sản phẩm đây, giới thiệu một chút mọi người sửa vậy. Sửa nha. Thôi lại cho anh lại lần nữa. Bao nằm đi Bao. Nằm đi Bao. Đang miễn cười cái này luôn, quái ngồi rồi, Bao không nằm, Bao không ngồi gì đó. Không sợ, rồi đưa đây. Ơi, đưa đây. Đưa đúng không? Để đưa, để từ đó. Con gái cái tay cả nhà. Đây cả nhà, thấy không? Cả nhà thấy đưa không? Dí vào cầu dạng. Cái chuyện đó chắc ngủ không ngon rồi. Ôi, Bao Bao rồi, Bao nằm im nha. Rồi, Bao nằm im luôn. Rồi, đến Thảo. Ở lúc Thảo, Bao nằm im đó nha, nào. Thảo đúng không? Vậy sao cái giọng của Thảo như cũng chắc chắn quá ta. Đó. Sao Trang nằm chưa gọn con? Chưa, bỏ ra. Đã được rồi. Đây là chuyện thuận nhẹ tí nhất. Nặng 21 rồi nha. Cho Thảo làm vừa y em hả? Ồ, có thể nằm được nha. Đừng đụng vô cái giọng của anh nha. Mèo mèo mèo. Vậy thôi. Cái vọng này có bị chắc hơn cái vọng ở phía bên đây cả nhà. Dạ sao? Cái vọng của Tiện Hữu Thảo nó chắc hơn Tiện Hữu thắng rồi. Giọng của mình mới chắc nè cả nhà. Rồi bắt đi con này, con này. Xuống xí sọn là giọng truyền thống nha mọi người. Tiện Hữu này là không nằm được phải ngồi. Nằm được mà. Cái vọng này chắc là cái vọng chắc chắn nhất nè. Còn cái Tiện Hữu mẹ. Đây mọi người ơi, cái giọng của mình đu đưa thoải mái luôn nè. Đó. Dí dầu. Đu đưa bên đây coi. Con Thảo kia. Ê, cái này là còn có thể đắp mền cái nha. Giờ mới phát hiện ra cái này đắp mền được. Cái này là điểm cộng nè. Đó, cái giọng này là quá ok rồi nha. Ồ. Tông vô luôn kìa. Còn nước. Rồi. Đó, đây cả nhà, ba cái giọng của ba đứa đó cả nhà. Đó. Ba giám khảo đang chấm điểm. Thì cả nhà thấy không? Nào, không cần đụng vô là đù xuống ngủ luôn chứ. Xuống ngủ luôn nè mọi người ơi. Sao mà anh thấy cái giọng của anh nó cứ trời ơi, giọng của người ta vừa nằm được, vừa ơi này đắp mền được luôn. Giọng của Miu dễ thương quá. Giọng của anh cũng đẹp nha. Đây là cái giọng của mình nè, mình làm cho Miu nè, cả nhà thấy không, sáng tạo không? Đáng được cộng điểm đúng không? Đáng được giải nhất luôn cả nhà. Còn cái giọng này giọng cho em Miu sâu quá, lọi đi. Giọng này giọng của Su nè. Trời ơi, đẹp ghê chưa? Giọng của Su là giọng truyền thống nè. Đó, mọi người ơi, trống nó giờ cho em nằm thoải mái luôn. Su có cái giọng đẹp ghê chưa cả nhà, có cái giọng của Su kìa. Giọng của Miu, giọng của Bao. Sao hai cái thể thưởng này nó tách ra khác ra gì? Kệ đi em, đừng có phá. Giọng mà không dám nhúc nhích. Nha, con Miu nằm nè, cả nhà có mặt Miu nè. Đó, còn cái bác Su này xuống ngủ luôn kìa. Trời ơi.
Mình là có 6-7 tiêu chí trong đây. Thì bây giờ mình sẽ công bố từ người thấp điểm nhất. Thì không biết là trong 3 người chơi thì dự đoán ai là người thấp điểm nhất? Cho em phải thấy quá chứ. Đúng rồi. Mày nghĩ là ai? Mày nghĩ là mày là cao điểm hả? Hai nghĩ là ai thấp điểm nhất? Đây. Anh nghĩ là không. Cả nhà không cần nghĩ được cả nhà. Cả nhìn cái giọng của mình nè. Dày thôi chứ điểm đâu nữa. Người thấp điểm nhất chính là Tiến Thủ. Rồi bông biết bông. Ôi bông à, anh xin lỗi bông. Mày lỗi rồi nha. Chị ơi, chúc mừng chúc mừng. Rồi, cảm ơn, với số điểm này không điểm, nhưng mà nó vừa bị rất thành là âm 1 điểm. Cho ông vậy nha. Bây giờ là cuộc chiến giữa hai tiện thủ thì có người nhất người nhì. Thì bây giờ mình xem nữa là ai sẽ là người chiến thắng nha. Đây, còn hai tiện thủ thì tiêu chí là tiện thủ đây là đội nhỏ tuổi nhất cho nên là sẽ được cộng thêm một điểm đặc biệt nha cả nhà. Ok. Rồi, bây giờ là hai cái này là cái này là đẹp hơn nè. Mà cái gọi là đồ chắc chắn được nha giám khảo ơi. Nhưng mà cái này xấu hơn, nhưng mà được cái là nó có cái mền đó. Có cái mền đúng rồi, mình ngủ mình lạnh thì có cái mền đắp chứ. Đó chính là đội của Sushi Sọn. Sushi Sọn là được 4 điểm, còn đội của Miêu Mùng Điểm được 3 điểm, xích xác nhau quá cả nha. Đó thì ok cả nhà nha, thì lần đây giải thưởng vẫn giải thưởng người chiến thắng chính là Su đó, giành giải nhất Thảo với em Miêu, xích xác Thảo là xích xác rồi, là giành giải nhì. Còn mình là danh giả xuất sắc nha cả nhà. xuất sắc không được giải thưởng nào. Đó thì ok, thì hôm nay gửi tới cả nhà clip làm giỏng của gia đình Suối Sọn. Cả nhà mà xem clip thấy hay nhớ nhấn like, đăng ký, quên chia sẻ để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển nha cả nhà. Thì hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo.